về tất cả phương diện. Giờ tôi là một người hoàn hảo. Hy vọng anh để giày cho gọn gàng một chút. Độc tố, anh chỉ cần nhỏ vào rượu thì chị ta sẽ không nhận ra. Anh về rồi nè. N31, vết máu phát hiện sau thùng xe của anh đã được xác nhận là của cô Kim Chê Cung Phẩm. Ai là Kim Jun Chơn nhận quốc phẩm? Giờ tôi vẫn còn sống. Kẻ đó đòi tiền chuộc. Tôi phải huy động được 5 tỷ có số series không theo thứ tự trước 10 giờ sáng mai. Nghi phạm yêu cầu thay đổi địa điểm gặp mặt. Hắn kêu tôi bỏ túi đen vào trong lưới. Chuyện này nghĩa là sao đây? Chị Chơn cũng đã biết hết rồi. Thậm chí còn biết luôn chuyện anh ngoại tình với ai. Em cũng đang cần tiền. Nếu không anh sẽ là tội phạm duy nhất bỏ thuốc độc vào chai rượu vàng. Đây là lệnh khám xét. Cô là nhân tình của nghi phạm đúng không? Thứ em để lại đây không phải là tài sản, mà là niềm tin của em đối với anh. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Tình yêu vĩnh cửu. Anh yêu em. Nè, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Em yêu à, tốt quá rồi. Chào mừng về nhà, Sim Chê Cô. Cũng vừa có suy nghĩ giống tôi đúng không? Năm tỷ won, bạn học thời đại học của vợ anh. Song Yu Mi, người đang bị mất tích, anh quay lại rồi Kim Yu Chơn. Cuối cùng mình đã lấy được rồi. Không lẽ là vợ tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện? Có lẽ kết thúc có hậu duy nhất trong một cuộc hôn nhân chính là ly hôn. Chưa được sự cho phép của em, anh không được đi đâu hết. Tạm biệt Sim Chê Cung.